Quý bà con thân mến, và câu hỏi Hằng Anh là bòn bông thái trồng ở Việt Nam có trái hay không? Hôm nay Hằng Anh cũng đi tìm sưu tầm vườn của chú Hai thì trái quá trời thấy luôn. Hằng Anh đến để Hằng Anh nhờ chú Hai chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt với Hằng Anh. Thì bà con thấy là bòn bông thái cây này 7 năm không chú Hai? Cây này 7 năm, cây hồi nãy 9 năm. Đây bà con thấy là cây coi như là trái quá trời luôn. Thường thường quý bà con thấy là cái trái bòn bon ở Việt Nam mà mình trồng á, thường thường trái nó nhỏ ri, nhưng mà vườn của chú hai chăm sóc rất là tốt nên trái rất là to. Giờ cũng đỡ mưa rồi ha anh Nghi, cái mình quay một vòng overview cho quý bà con chúng ta cùng xem. Bên này nó cũng quá trời luôn. Và những cái chuỗi ngọc này nè quý bà con, nó rất là kháng khích với nhau, nó tạo nên một cái chuỗi rất là đẹp. Và những cái chuỗi mà nó dài và nó cứng ngơ cứng ngắc như vậy nè là sẽ bán được giá cao, còn những cái bạn mà nó hơi nhỏ nhỏ như vậy thì hàng nó sẽ dạt lại chút xíu nha quý bà con nha. Đông qua xớt lại mà thì cũng phải có nhiều có ít chứ. Nhưng mà hầu hết trong vườn của chú Hai là cái chuỗi ngọc á, nó dài và nó đặc, nó khích, nó chặt chẽ thì rất là nhiều, giống như cái chuỗi này mà con thấy nè. Đây, mà mấy chuỗi này rất là đẹp ha bà con. Những cái chuỗi mà dài như vậy thường thường là những cái cửa hàng trái cây lớn người ta sẽ, những cái người lái người ta thu mua xong người ta phân loại và người ta sẽ sao, những cửa hàng trái cây lớn người ta sẽ lấy cái hàng này về để người ta đơm vào những cái da mũi chích, đơm vào những cái cụm trái cây lớn đó bà con. Trời, bên này nhìn qua thì thấy như toàn cảnh. Ở phía trên anh Nghi có quay được không? Không, mình kia này. Ui, xin lỗi, dính hả? Qua đây nè anh Nghi. Qua đất của cô nè. Trời ơi, phía bên này thì thôi, từ từ quý bà con ha, tại vì camera đi nhanh quá là sẽ bị rung lắc. Trời ơi, quá trời quá đất luôn quý vị ơi. Trời ơi, trong này cũng có một chùm nữa nè, chùm bự luôn nè. Mưa thì thường thường hay bị thối nhũng quý bà con, chúng ta nhớ phun siêu giáp, hay bị nứt trái thì phun canxi bò. Quý bà con chúng ta thấy ở phía trên không? Thấy phía trên được không nghe? Quá trời quá đất luôn. Cây này ước chừng tầm khoảng 7-80 kg không à bác Hai? Đâu rồi bác Hai, đâu rồi ta? Bác Hai đi hái bưởi rồi. Rồi 40 kg ha. Này trời ơi quá trời đã luôn ha quý bà con. Trời ơi, nhìn phê, nhìn mê luôn, nhìn mê ly luôn. Trời coi nè, bà con coi những cái chuỗi ngọc của nó nè. Trái này thì chưa có chín nha quý bà con nha. Trái này thì chưa đâu, nó chưa có sậm màu, nó phải sậm màu hơn nữa. Đặc biệt là ở phía trên đọt kìa, bà con thấy những cái chuỗi ngọc ở trên đọt không? Quá trời quá đất luôn. Quá trời luôn quý bà con ơi, nhiều quá trời quá đất luôn. Này hoành dở cái này lên cho quý bà con chúng ta xem nè. Đã chưa? Bà con thấy đã không? Mê hồn trận không? Đây, bằng bông thái mà trồng ở Việt Nam thì của mình có trái rất là ngon và rất là to, da rất đẹp. Quan trọng là kỹ thuật chăm sóc làm sao, bàn tay khối óc của chúng ta dồn vào tâm trí vào chúng nó như thế nào, tụi nó như thế nào. Và đây nào bà con thấy nè, rất là mê ha bà con ha, mê quá trời mê luôn. Nên bà con chúng ta tự tin lên, bòn bông thái phát triển rất là tốt, cây rất là hiệu quả như quý bà con, và giá trị kinh tế rất là cao. Hiện tại giờ cập nhật giá tại vườn đối với những cái trái bòn bông mà đẹp mộng mơ như thế này, mà phải là bòn bông thái nha, thì là giá là vườn là 70.000 đồng 1 kg nhá. Và đặc biệt là khi ăn bòn bông thái thì chúng ta không cần phải vò. Để Hằng Anh hái một cái trái nào đó chưa có chín. Khi ăn bòn bông thái, nếu mà ăn bòn bông Việt mình thì phải vò, còn nếu thì không thì mũ không. Còn ăn bòn bông thái mà con không cần phải vò. Mà con coi nè, anh Nghi zoom out vô đây giùm em. Đó, mà con coi nè, không có mũ nha quý bà con nha. Cũng ngọt lắm rồi, cũng ngọt lắm rồi, ngon rồi. Ngon quá bà con ơi, ngon quá. Hành hai hái cái chùm đó tiếp. Ôi, ăn trái cây tại vườn đã quá trời luôn. Trời ơi, đã quá bà con ơi. Đây nè bà con nè. Nè, bình thường ăn bòn bông Việt là chúng ta phải dò vậy đúng không? Còn ăn bòn bông Thái không cần. Bà con chúng ta thấy nó ít, rất ít mũ. Và khi Hoàng Anh ăn cái trái bòn bông, Hoàng Anh sẽ lột từ ở trên cái đít, Hoàng Anh lột xuống nha. Không phải lột ngay cái cuốn như vậy á, thì nó sẽ đi luôn cái bao yếm ha. Đặc biệt là bòn bông Thái rất ít hạt. Nguyên cái trái hồi nãy có một hạt à, rồi rớt luôn rồi. Rồi để ăn cái trái tiếp theo mà quý bà con chúng ta cùng thưởng thức cái vườn của chú Hai luôn nha. Nãy giờ Hằng Anh ăn mà Hằng Anh thấy phê pha luôn á. Đây bà con thấy nè, mở ra liền nè, không hề có một cái miếng mủ nào hết. Và trái bà con nhìn vậy là bà con biết không có hạt rồi ha. Ngon quá, nói chờ luôn nha bà con. Nên bà con chúng ta mà trồng bòn bon ở Việt Nam á, bòn bông thái ở Việt Nam mà con chúng ta tự tin, trái nhiều dữ lắm, trái nhiều dữ lắm luôn. Nên là con chúng ta tự tin lên mà con trồng ha. Mà chất đất nào phù hợp thì anh sẽ làm video tiếp theo. Cảm ơn quý bà con chúng ta tự tin lên khi trồng bòn bông thái nha. Anh đến từ Willow Farm, một trong những đơn vị chuyên sản xuất cây giống ăn trái giá trị kinh tế cao và đồng thời hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc hoàn toàn miễn phí một cách hiệu quả. Nên quý bà con chúng ta cần thì kết nối với anh em Willow Farm, anh cảm ơn rất rất là nhiều nha.